Bài 8. Phân loại da và cách chăm sóc từng loại da, phần 2. Có một thực tế là không phải tất cả các vùng da đều giống như nhau, có những vùng đòi hỏi phải được chăm sóc đặc biệt hơn đa số các vùng da còn lại, chính vì vậy, quy trình chăm sóc da hàng ngày, rửa, dùng toner, kem dưỡng ẩm hay tẩy tế bào chết sẽ có một chút khác biệt đối với những vùng đặc biệt này, cụ thể là vùng mắt, môi, cổ và đôi tay. Những vùng nêu trên có nền da khác với các vùng còn lại và có xu hướng lão hóa nhanh hơn, tuy nhiên, cũng không cần phải tiêu tốn quá nhiều công sức cho những vùng này, chỉ một vài thay đổi nhỏ trong cách chăm sóc cũng có thể đem đến những kết quả mỹ mãn. 1. Vùng mắt. Vùng da xung quanh mắt chính là vùng da phủ lấy hốc mắt, từ chân mày tới vùng xương bên dưới mắt và từ mũi tới thái dương, vùng da này có lỗ chân lông rất nhỏ và cũng mỏng hơn các vùng da khác trên mặt riêng vùng da phía bên ngoài, gần thái dương, thì khá giống với các vùng da khác như chán hay gò má, nhưng lại dễ xuất hiện các nếp nhăn sớm, thường được gọi là vết chân chim. Kem dưỡng cho vùng mắt đòi hỏi một số khác biệt so với các loại kem dưỡng da thông thường. Đối với vùng mặt, người ta thường hay chọn các loại kem giàu dưỡng chất để nâng niu và nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu dùng loại kem giàu dưỡng chất này lên vùng mắt có thể gây mụn milia tức các hạt mụn đầu trắng nhỏ, cách tốt nhất để loại bỏ milia nếu chưa cứng là dùng các sản phẩm tẩy tế bào chết bằng axit salicylic, nhưng thông thường thì khi có thể thấy được milia thì nó đã cứng rồi, lúc này cần phải được lấy ra bởi các kỹ thuật viên lành nghề. Bên cạnh việc gây mụn, các dưỡng chất này có thể di chuyển hay thấm qua lớp da mỏng manh của vùng mắt và có thể gây kích ứng mắt. Nếu như người sử dụng có đeo kính sát tròng thì sự thấm đó có thể làm dơ kính sát tròng. Làm giảm thị lực của mắt và phải thay kính sát trong mói vì thường thì không rửa sạch được Bên cạnh đó, nếu thoa các loại kem này gần lông mi có thể làm nghen ống dẫn lệ Khiến việc bôi trơn của mắt bị cản trở Chính vì lẽ đó, da vùng mắt cần sử dụng các sản phẩm được thiết kế chuyên biệt Thường gọi là kem dưỡng mắt Những sản phẩm này thường đủ nhẹ để không gây nên các vấn đề ở vùng này mà vẫn cung cấp đủ độ ẩm Làm săn chắc và bảo vệ tốt Cần lưu ý chỉ cần dùng một lượng nhỏ sản phẩm cho vùng này, một giọt nhỏ hoặc hai đôi khi cũng đã là quá nhiều, không thoa quá gần lông mi, thoa kem dưỡng mắt ngày mùng hai lần, sáng và tối như một phần của quy trình chăm sóc làn da. Vùng mắt là vùng phản ánh rõ nhất lối sống của mỗi người, một đêm thức khuya có thể sẽ để lại những dấu tích như túi bọng dưới mắt, thâm quần mắt hay mí mắt bị sưng, mặc dù mọi người có thể dùng kem phủ hay các loại che khuyết điểm để giấu đi nhưng bản chất vấn đề vẫn còn tồn tại bên dưới. Dưới đây là một số lời khuyên cho các vấn đề quanh vùng mắt. 1.1. Thâm quầng mắt Đa phần là do di truyền nên một số người có vùng mắt dễ bị thâm quầng hơn những người khác. Vùng thâm quầng này tích tụ nhiều sản phẩm thải của cơ thể. Muốn xóa bỏ nó, chỉ cần hỗ trợ lưu thông tốt hệ thống bạch huyết vùng này bằng cách trải khô toàn thân, nghĩa là dùng một bàn trải mềm, trải toàn thân trước khi tắm mà không dùng nước. Kỹ thuật này giúp lưu thông bạch huyết tốt và cũng tẩy tế bào chết toàn thân nhẹ nhàng, ngoài ra cũng có thể giúp lưu thông bạch huyết hay sử dụng các phương pháp giải độc cơ thể. Tập luyện yoga cũng là một trong những phương pháp tốt, người thực hiện cần kiên trì vì phải vài tháng thực hiện liên tục mới thấy kết quả, nhưng một khi đã có kết quả thì sẽ không cần phải sử dụng kem che khuyết điểm vùng mắt nữa. 1.2, bọng mắt Phương pháp chữa trị tạm thời là sử dụng túi trà xanh nhúng nước hoặc các lát khoai tây lạnh, nằm xuống và dế lên mắt trong vòng 10 phút. Khi nằm ngủ phải kê gối sao cho đầu cao hơn thân để ngăn nước và các chất thái đổ đầy vùng mắt. Sử dụng kem dưỡng mắt ngày mùng 2 lần, sáng và tối, bọng mắt có thể do di truyền hoặc do dị ứng mãn tính, đặc biệt là với vi nấm, các sản phẩm từ sữa, các thức uống chứa cồn hay bột mì, hạn chế các thức uống chứa cồn, caffeine. Soda an kiêng và muối. 1.3, vết nhăn li ti. Sử dụng kem dưỡng ẩm thường xuyên có thể hạn chế rất nhiều sự xuất hiện của các vết nhăn li ti này, các sản phẩm làm săn chắc vùng mắt cũng có thể xóa các vết nhăn li ti nếu kiên trì sử dụng thời gian dài. 1.4, vết chân chim. Sử dụng kem dưỡng ẩm và tẩy tế bào chết vùng thái dương, có thể sử dụng retin a nếu muốn. 2, niêm mạc môi. Theo tuổi tác, môi trở nên mỏng hơn, giảm độ đầy đặn và màu sắc bị tái dần, bằng cách chăm sóc đúng đắn, làn môi có thể trở nên tươi tắn trở lại. Sử dụng các sản phẩm tẩy tế bào chết nguồn gốc hóa học để tẩy vùng xung quanh môi. Thường thì tẩy da chết cần được thực hiện cùng lúc với khi tẩy tế bào chết vùng mặt. Điều này sẽ giúp làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn li ti quanh vùng miệng cũng như kích thích tái tạo lại collagen. Tẩy tế bào chết cho môi một cách nhẹ nhàng bằng các loại hạt sẽ giúp kích thích tăng tuần hoàn máu đến môi, giúp môi đầy đặn hơn, đồng thời cũng giúp loại bỏ các tế bào da chết trên môi, giúp màu môi tươi tắn hơn. Môi rất cần nước, trên môi có những lỗ chân lông tí hon mà mắt thường không nhìn thấy được, đa phần độ ấm mà môi có được là lấy từ các sản phẩm được sử dụng, liếm môi có thể tạm thời làm ẩm môi nhưng nó sẽ nhanh chóng khô đi, vì thế, sử dụng các loại son dưỡng ẩm có chứa các chất làm ẩm tự nhiên, ví dụ như mật ong sẽ giúp bảo vệ môi và làm cho môi căng dày. Để bảo vệ môi hữu hiệu, chọn loại son dưỡng ẩm có chứa các yếu tố chống nắng. Chi số chống nắng có thể là SPF 15. Các yếu tố về lối sống, đặc biệt là thái độ và suy nghĩ, cũng đóng một vai trò quan trọng trong vẻ đẹp của đôi môi. Suy nghĩ vui vẻ và tích cực giúp môi, miệng được thư giãn và hạn chế nhiều nếp nhằn. Ngăn ngừa stress trong cuộc sống cũng là ngăn ngừa các tác dụng tai hại đến vẻ đẹp làn da bao gồm cả đôi môi. 3. Chăm sóc da vùng cổ Vùng da trên cổ và phần trên của ngực khá mỏng. Khi chăm sóc da mặt, nên chăm sóc cả vùng da cổ. Quá trình này bao gồm các bước chăm sóc da thông thường, dưa, dùng toner, kem dưỡng ẩm, dùng kem chống nắng hay thỉnh thoảng nên tẩy tế bào chết. Chọn loại toner có chứa chất làm ẩm, kem dưỡng ẩm cho mặt cũng có thể dùng cho vùng cổ và ngực. Người sử dụng cần lưu ý sử dụng kem chống nắng cho cả cổ và ngực. Da vùng cổ và ngực này rất dễ bị hủy hoại và trở nên lão hóa sớm bởi ánh nắng mặt trời. Do đó cần sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da một cách tốt nhất. 4. Chăm sóc da tay Hàng ngày, đôi tay phải làm rất nhiều việc. Khi không biết cách chăm sóc đúng mức sau một thời gian, các hư tổn bắt đầu xuất hiện. Các đốm nâu, đôi mồi, móng tay bị gãy thay đổi màu da tay trở nên thô ráp sần sùi. Một số nguyên tắc chăm sóc đôi tay có thể được kể ra như sau. Tẩy tế bào chết thường xuyên, việc này sẽ giúp cho đôi tay mềm mại và mịn màng. Sử dụng các sản phẩm tẩy tế bào chết nhẹ nhàng và trải khô hàng ngày. Tẩy tế bào chết và trải khô cũng rất tốt cho đôi bàn chân. Giữ ẩm, thoa kem dưỡng ẩm để cung cấp đầy đủ độ ẩm cho tay mỗi ngày và suốt ngày. Người dùng có thể sử dụng dạng lâu sừng hay dạng kem chọn loại phù hợp rồi sử dụng thường xuyên. Riêng ban đêm, có thể chọn một loại kem dưỡng giàu dưỡng chất để thoa lên tay, sau đó đeo bao tay vào rồi đi ngủ. Buổi sáng khi thức dậy, đôi tay sẽ trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Điều này cũng rất tốt đối với bàn chân, tẩy tế bào chết, sau đó dùng kem dưỡng ẩm và mang tất chân trước khi đi ngủ. Thoa kem chống nắng, việc này sẽ giúp hạn chế tối đa các dấu hiệu lão hóa trên đôi tay như đốm nâu, đôi mồi. Tông màu không đồng đều, có thể chọn loại kem chống nắng có chứa hoạt chất làm ẩm để kết hợp cung cấp độ ẩm cho đôi tay. Chăm sóc da cho mọi lứa tuổi. Có một làn da đẹp là một điều hoàn toàn có thể đạt được ở bất kỳ độ tuổi nào kể cả nam và nữ. Tuy nhiên, định nghĩa thế nào là đẹp sẽ khác nhau ở những độ tuổi khác nhau vì ở những độ tuổi khác nhau đó, làn da sẽ có trạng thái bình thường khác nhau do đặc điểm sinh lý của cơ thể ở các giai đoạn khác nhau không giống nhau. Chính vì vậy, người dùng cần biết được mình có thể mong đợi điều gì ở làn da trong từng giai đoạn khác nhau của cuộc đời cũng như biết được làm thế nào để có thể đưa làn da của mình về trạng thái tốt nhất có thể. Cứ trải qua mỗi giai đoạn của cuộc đời, cơ thể sẽ thay đổi trạng thái của làn da theo hai cách, tạm gọi là nội sinh và ngoại sinh. Những thay đổi nội sinh là do thông tin di truyền, tức gen quy định, nghĩa là một phần trong sự lão hóa làn da là do yếu tố bẩm sinh quyết định. Còn những thay đổi ngoại sinh là do ảnh hưởng của các tác nhân ngoài môi trường, sức khỏe và cách chăm sóc làn da. 1.1. Năm đầu đời, từ sơ sinh đến năm 10 tuổi. Làn da của em bé luôn là mơ ước của biết bao người, mềm mại, mịn màng và đầy đặn, lượng collagen và elastin đạt mức tối đa và làn da phúng phính, đàn hồi, các vết xước và vết bầm có vẻ như tự động lành lặn chỉ qua một đêm. Lan da của trẻ nhỏ chỉ cần rửa một lần mỗi ngày với xà phòng nhẹ để duy trì nền da lý tưởng đó. Tuy nhiên, khi đứa trẻ lớn dần, với sự tò mò khám phá thế giới, bé có thể thích nghịch ngợm, chơi đùa và dê làm mặt bị vấy bẩn, nhưng da của bé vẫn có thể được rửa nhiều lần trong ngày mỗi khi cần. Tế bào da của bé tái tạo và làm mới một cách tự nhiên theo chu kỳ 21 đến 28 ngày. Trong những năm đầu đời này, cần tập cho bé những thói quen chăm sóc da tốt. Khuyến khích bé tập thể dục và vận động mỗi ngày và nhắc nhở bé rửa mặt mỗi ngày là một việc làm hết sức cần thiết, cũng giống như đánh răng hay tắm rửa. Điều quan trọng cần lưu ý trong giai đoạn này là thoa kem chống nắng cho bé mỗi khi bé cần tiếp xúc với ánh nắng gay gắt trong thời gian dài, cho bé mặc các loại trang phục che kín cơ thể trong trường hợp nêu trên. Ngoài ra, vấn đề ăn uống của bé cũng cần được lưu tâm, cho bé ăn thức ăn giàu chất dinh dưỡng mỗi ngày, hạn chế qua vặt thay vào đó là các loại rau củ giàu vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa. Từ 10 đến 20 tuổi Vấn đề thường hay gặp phải ở giai đoạn này là mụn, do thay đổi lượng hóc môn trong cơ thể, làm cho tuyến bã nhờn hoạt động mạnh. Điều cần lưu ý là không nên tự nặn mụn ở nhà vì thao tác không đúng và dụng cụ không được vô trùng sẽ tạo sẹo và gây bội nhiễm, làm mụn lây lan sang những vùng khác. Lúc này, cần có một quy trình chăm sóc da đúng đắn. Tại nhà, nên rửa mặt ngày mùng 2 tháng 3 lần với sữa rửa mặt phù hợp và có thể rửa mặt với nước ấm bất cứ lúc nào cảm thấy da bị nhờn dính gây khó chịu. Có thể kết hợp sử dụng toner trị mụn và kem dưỡng ẩm ngừa mụn. Kiểm soát nhờn sau khi rửa mặt để đưa phờ da về trạng thái axit nhẹ, ngăn ngừa sự phát triển của khuẩn mụn. Chu kỳ tái tạo của tế bào da vẫn ở trạng thái lý tưởng 21 đến 28 ngày tẩy tế bào chết 2-3 lần tuần tùy từng loại da. Đối với da mụn, nên tẩy tế bào chết với sản phẩm chứa axit salicylic vì axit này có chức năng diệt khuẩn mụn tốt và có thể đi sâu vào lỗ chân lông để kiểm soát khuẩn. Cần lưu ý là không nên quá lạm dụng việc tẩy tế bào chết, chỉ 2-3 lần tuần là đủ. Không nên tắm nắng vì việc tiếp xúc với ánh nắng gay gắt thời gian dài sẽ phá hủy cấu trúc da làm mất đi lượng collagen và elastin ở lớp trung bì da sẽ sớm bị lão hóa nhăn nheo và chảy xệ nên sử dụng kem chống nắng thường xuyên đặc biệt là mỗi khi chuẩn bị tiếp xúc với ánh nắng ăn thức ăn giàu dinh dưỡng hạn chế ăn vặt thay vào đó nên ăn các loại rau quả các loại hạt thịt cá da cầm các thức ăn làm tăng đường huyết đột ngột dễ gây viêm cụ thể là gây mụn và lão hóa da không tự ý và nên thật sự hạn chế việc sử dụng kháng sinh vì có thể có tác dụng phụ, các vấn đề về tăng sinh vi nấm và kháng thuốc. 3. độ tuổi 20. Từ độ tuổi 20, lượng hormone trong cơ thể bắt đầu đạt trạng thái cân bằng và trở nên ổn định hơn. Tất nhiên ngoại trừ trường hợp mang thai, làn da lúc này ở trạng thái khá tốt và cần ít sự chăm sóc hơn so với giai đoạn tuổi tin, nhưng điều này không có nghĩa là có thể bỏ mặc làn da của mình. Ở độ tuổi này, việc sản xuất dầu nhờn của da cũng giảm xuống và làn da bắt đầu có sự thay đổi so với tuổi tin. Chu kỳ tái tạo của tế bào da là 21 đến 28 ngày cũng bắt đầu chậm lại, mụn cũng giảm xuống rõ rệt. Lượng collagen và elastin ở lớp trung bì cũng còn rất nhiều nên da căng mượt. Có thể nói, làn da tuổi 20 là làn da lý tưởng mà phụ nữ ở mọi kia tuổi đều mong có được. Tuy nhiên, việc chăm sóc, bảo vệ và có một lối sống tích cực cũng hết sức cần thiết để duy trì trạng thái khỏe mạnh này của làn da trong suốt những giai đoạn tiếp theo. Ở độ tuổi này, việc chăm sóc làn da mỗi ngày mùng 2 lần với sữa rửa mặt, toner và kem dưỡng ẩm phù hợp là hết sức cần thiết, và tuyệt đối không bao giờ đi ngủ mà để nguyên kem phấn trang điểm hay không rửa mặt. Ở bất kỳ độ tuổi nào thì việc rửa mặt hàng ngày, đặc biệt là trước khi đi ngủ cũng đều là không thể bỏ sót tẩy tế bào chết cũng rất cần thiết để đẩy nhanh quá trình tăng sinh, tái tạo của da. Sử dụng các sản phẩm tẩy tế bào chết chứa AHA hoặc BHA mỗi tháng một lần hoặc thường xuyên hơn. Acid lactic là một loại tẩy tế bào chết nhẹ nên có thể sử dụng thường xuyên. Người dùng có thể thay AHA hay BHA bằng các sản phẩm có hạt hay tẩy tế bào chết bằng enzyme thì có thể thực hiện một lần tuần. Tuy nhiên, nếu da không có vấn đề gì thì không nên sử dụng các dạng tẩy tế bào chết quá mạnh như lột băng axit glycolic, glycolic peel hay vi mài da kỹ thuật số, microdermabrasion, vì làn da chưa thực sự cần đến chúng. Sử dụng kem chống nắng và các loại khẩu trang che mặt ở độ tuổi này cũng là việc hết sức quan trọng. Làn da cần phải được bảo vệ để có thể duy trì sự khỏe đẹp và tránh các vấn đề về da, đặc biệt là sự lão hóa sớm do sự hủy hoại của tia UV. Tốt nhất là luôn thoa kem chống nắng và sử dụng khẩu trang che mặt mỗi khi ra ngoài, vừa bảo vệ được làn da khỏi tia nắng mặt trời và các tác nhân ô nhiễm, vừa bảo vệ được sức khỏe khỏi các loại khói bụi trên đường phố. Làn da phản ánh tình trạng của sức khỏe, nếu sức khỏe kém thì làn da không thể khỏe đẹp được. Cũng chính vì lẽ đó, việc tập thể dục thường xuyên và có khẩu phần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, các vitamin và khoáng chất là nhân tố không thể thiếu trong việc duy trì một làn da đẹp cũng trong độ tuổi này nhiều phụ nữ quyết định lập gia đình và sinh con làn da có thể thay đổi trong thời kỳ mang thai và cho con bú có thể tốt hơn cũng có thể không trong thời kỳ mang thai này làn da có thể bị mụn hay bị nám da do sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể người phụ nữ tuy nhiên việc tiếp tục chăm sóc da hàng ngày với các sản phẩm phù hợp làn da sẽ trở về trạng thái bình thường sau khi ngưng cho con bú nếu chăm sóc và bảo vệ tốt nếu việc tăng trọng khi mang thai để lại những vết dạn nứt trên da, có thể sử dụng các loại kem trị dạn nứt có bán trên thị trường. Tuy nhiên, nên sử dụng ngay từ khi mới bắt đầu mang thai là tốt nhất. Từ 30 đến 40 tuổi. Da ở độ tuổi này vẫn còn tốt nhưng bắt đầu xuất hiện các nếp nhăn, đặc biệt là vùng quanh mắt. Số lượng nếp nhăn nhiều hay ít, sâu hay nông phụ thuộc rất nhiều vào việc sử dụng kem chống nắng, có thường xuyên hay không. Bảo vệ và chăm sóc làn da có tốt hay không ở giai đoạn trước? Lúc này, lượng collagen và elastin ở lớp trung bì vẫn còn tương đối tốt. Ở một thời điểm nào đó trong độ tuổi 30, da sẽ trải qua một bước chuyển biến quan trọng do quá trình chuyển hóa của cơ thể bắt đầu chậm lại, chu kỳ tái tạo của tế bào da cũng kéo dài ra, có thể đến 40 ngày. Những tổn hại do ánh nắng mặt trời gây ra ở độ tuổi trước đó cũng bắt đầu xuất hiện rõ kéo theo nhiều nếp nhăn. Da có hiện tượng chảy xệ và mất tính đàn hồi nhẹ, rối loạn về sắc tố da cũng bắt đầu xuất hiện, lượng collagen và elastin ở lớp trung bì bắt đầu giảm dần. Vẫn tiếp tục duy trì thói quen chăm sóc da ngày mùng 2 lần với sữa rửa mặt, toner và kem dưỡng ẩm phù hợp. Có thể sử dụng các sản phẩm tẩy tế bào chết thường xuyên hơn 2 đến 3 lần tuần và có thể trẻ hóa da bằng axit glycolic. Acid glycolic có khả năng tái tạo lại collagen ở lớp trung bì làm giảm nhăn và chảy xệ rõ rệt lúc này người dùng có thể nghĩ đến việc sử dụng các sản phẩm tẩy tế bào chết chuyên nghiệp mỗi tháng một lần tại các thẩm mỹ viện hoặc trung tâm chăm sóc da chuyên nghiệp hay có thể chăm sóc da mặt bằng các liệu trình chăm sóc da phù hợp được thiết kế khoa học do các kỹ thuật viên chuyên nghiệp và lành nghề thực hiện tập thể dục nghỉ ngơi và ngủ đủ rất là những việc cần đảm bảo thực hiện thường xuyên ở độ tuổi 20 người ta có thể dễ dàng lướt qua một đêm thức trắng mà làn da vẫn trông tươi sáng và rạng rỡ, nhưng ở độ tuổi này, việc thiếu ngủ hay thức quá khuya sẽ dễ dàng dẫn đến thâm quầng và túi bọng ở mắt, thậm chí mặt có thể hơi sưng lên. Căng thẳng quá độ trong thời gian dài cũng dễ gây viêm, nếp nhăn và chảy xệ da, ăn các thức ăn tốt cho da như các loại carbohydrate glycemic thấp, các axit béo thiết yếu và các protein toàn diện, complete protein. Gun protein là dạng protein có chứa một tỷ lệ hợp lý tất cả các axit amin thiết yếu trong khẩu phần ăn, thường là các protein có nguồn gốc động vật như thịt, cá, trứng, sữa, phô mai, yogurt, chư ghế latin, tránh các loại thức ăn và nước uống sinh cortisol như trà, cà phê, các thức uống có cồn vì dễ gây viêm nhiễm và kích ứng. Từ 40 đến 50 tuổi các vấn đề về nếp nhăn và chảy xệ tiếp tục làm đau đầu những phụ nữ ở độ tuổi này, và đặc biệt hơn, đối với phụ nữ ở độ tuổi 40, vấn đề khó khăn nhất phải đối mặt là trải qua giai đoạn tiền mãn kinh. Làn da lúc này có nhiều sự thay đổi do sự sản xuất dầu nhờn giảm nhiều, làm cho da khô, dễ kích ứng, da mỏng hơn. Việc chăm sóc da mặt hàng ngày với sữa rửa mặt, toner và kem dưỡng ẩm là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, có thể cần phải thay đổi sản phẩm Sử dụng sữa rửa mặt dành cho da khô thay vì dùng sữa rửa mặt dành cho da dầu như trước đây. Tẩy tế bào chết tại nhà 2, 3 lần mỗi tuần với AHA, chứa hạt hay các loại enzyme. Sử dụng các loại dược mỹ phẩm, vitamin C và alpha lipoic acid để xóa đi và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Có thể đến các thẩm mỹ viện hay trung tâm chăm sóc da chuyên nghiệp mỗi tháng một lần đầu thực hiện tẩy tế bào chết chuyên nghiệp kích thích tăng sinh và tái tạo tế bào da cải thiện các vấn đề lão hóa. Các sản phẩm chứa dẫn xuất của vitamin A cũng có thể kích thích tái tạo collagen. Cán sử dụng kem chống nắng mỗi ngày và hạn chế tối đa tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Tập thể dục thường xuyên để tăng cường sức khỏe và kích thích chuyển hóa. Ăn nhiều thức ăn có chứa phytoestrogen. Đối với nam giới có vùng chán bị mất tóc, vẫn chăm sóc vùng chán đó cũng như rửa mặt bằng sữa rửa mặt. Toner và kem dưỡng ẩm phù hợp mỗi ngày mùng 2 lần kem chống nắng và tẩy tế bào chết vẫn nên thực hiện ở vùng này. Ở độ tuổi 50, nếu đã chăm sóc và bảo vệ làn da tốt ở những giai đoạn trước thì ở độ tuổi này chính là lúc nhận thấy kết quả một cách rõ ràng nhất, da có tông màu đồng đều, có thể có vài vị trí hơi tối màu hơn một chút nhưng vẫn không là vấn đề nghiêm trọng, nếu đã sử dụng kem chống nắng đều đặn và đầy đủ ở những giai đoạn trước thì ở độ tuổi này da vẫn có đầy đủ collagen và elastin để duy trì cấu trúc đầy đặn mượt mà da có thể bị chảy xệ nhẹ ở một số vùng nhưng tuyệt đối không nhiều làn da của nam giới khỏe hơn làn da nữ giới vì nam giới không phải trải qua thời kỳ mãn kinh làn da cũng ít bị chảy xệ hơn do có nhiều collagen và elastin khỏe mạnh với điều kiện tránh nắng tốt ở những giai đoạn trước duy trì thói quen chăm sóc da tốt như những giai đoạn trước rửa mặt mỗi ngày mùng 2 lần với sữa rửa mặt, toner và kem dưỡng ẩm. Người dùng có thể kích thích sự tái tạo của da thường xuyên hơn với các loại tẩy tế bào chết hay trẻ hóa bằng glycolic. Nếu những giai đoạn trước làn da bị hủy hoại bởi ánh sáng mặt trời thì bây giờ, da sẽ nhăn nheo và chảy xệ nhiều do mất một lượng lớn collagen và elastin ở trung bì. Những đốm nâu đậm cũng có thể xuất hiện. Tuy nhiên, vấn đề này có thể cải thiện bằng các loại dược mỹ phẩm. Vitamin C và alpha lipoic acid, việc trẻ hóa bằng axit glycolic hay sử dụng retin A, dẫn xuất của vitamin A cũng giúp tăng cường quá trình tái tạo collagen. Ăn các loại thức ăn bổ dưỡng cho làn da, ví dụ như các axit béo thiết yếu, các loại rau quả, tránh các loại thức ăn vặt, các thức uống có cồn, cà phê hay soda, tập thể dục thường xuyên để tăng cường sức khỏe, đồng thời cũng tiếp thêm sinh lực cho làn da. Massage thường xuyên để hỗ trợ lưu thông máu và bạch huyết cũng giúp cho làn da dinh dưỡng và thải trừ độc tố tốt hơn, trở nên khỏe mạnh, hồng hào hơn. Trên 60 tuổi Đối với phụ nữ, do đã trải qua thời kỳ mãn kinh, làn da lúc này mỏng hơn và với nhiều nếp nhăn hơn, lối sống và các rối loạn cũng như bệnh tật, tiểu đường, cao huyết áp, cholesterol máu, bệnh tim, cũng sẽ ảnh hưởng tới làn da. Đây là thời điểm mà lối sống có ảnh hưởng rõ ràng nhất đen chất lượng của làn da. Nếu ăn những loại thức ăn glycemic thấp, giữ tỉ trọng hợp lý và tập thể dục đều đặn, làn da sẽ trở nên khỏe mạnh, tươi tắn hơn, sống năng động hơn và luôn giữ thái độ lạc quan, yêu đời, phát triển những quan tâm mới, theo đuổi những sở thích cũ để giữ làn da đẹp. Ở giai đoạn này, giữ ẩm cho làn da có thể xem là một vấn đề cần phải đương đầu, làn da có thể bị khô thô giáp và mấp mô. Việc tiếp tục chăm sóc da ngày mùng 2 lần với sữa rửa mặt, toner và kem dưỡng là cần thiết. Có thể tẩy tế bào chết thường xuyên hơn để tăng tốc tái tạo tế bào da. Làn da nam giới bắt đầu biểu hiện các hư tổn do ánh nắng mặt trời ở độ tuổi này. Các nếp nhăn bắt đầu lộ rõ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.